một layer cực kỳ vượt khó, bắn một cái máy nó không tới một cái máy FPS thì tôi nghĩ chắc là cao, nhưng mà chơi màn 75Hz chưa chơi qua em game FPS mà chơi mới chơi được 6 tháng đánh Diamond 4A rồi, còn bắn AA là khả năng cúp hết. Stream VR sẽ được tổ chức vào buổi livestream thứ bảy hàng tuần. Đây là có stream free và không có thu phí gì nha anh em. Ngoài ra, mình có những có stream riêng theo game, tuần, hoặc tháng. Và tất nhiên, cái này sẽ có thu phí nha. Chi tiết thì các bạn cứ liên hệ fanpage của mình nha. Hello em. Hello anh và tất cả mọi người nha. Em tên là Thành ạ. Em sinh năm 2K và em đến từ Thanh Hóa. Dạ, yeah, em chơi Valorant được lâu chưa? Chơi Valorant được tháng 4 năm 2024 ạ. Tháng 4 tới bây giờ là cũng 6 tháng rồi, chơi được nửa năm rồi. Mức rank hiện tại em đang đạt ở game Valorant là rank gì? Của em hiện tại là đang là Kim Cương 1 ạ. Kim Cương 1, ôi, 6 tháng mà Kim Cương 1 là cũng căng ấy. Cái này chắc là cũng phải có chơi game FPS gì đó rồi đúng không? Dạ không ạ, trước giờ thì em cũng không chơi game FPS, chỉ chơi game ví dụ như là FIFA và Liên Minh thôi ạ. FIFA Liên Minh. Ồ, vậy mà chơi FPS 6 tháng thôi là trên tay mình, tính ra là bạn này có năng khiếu á nha. Ok, thì trong quá trình em chơi thì em có cảm giác là mình có những cái mắc sai lầm gì không? Hay là kiểu mình tự nhận ra những cái lỗi của mình đang mắc phải hiện tại? Hiện tại cái điểm em thấy em yếu nhất là aim, và thứ hai là em thì thắng hơi bị overheat ạ. Aim với overheat, tại sao hai cái này lại ngược nhau nhỉ? Tức là aim mình không tốt nhưng mà mình lại hay overheat. Dạ vâng, đúng rồi. Ý là kiểu biết là mình game yếu rồi, nhưng ví dụ mình giết một mạng đi thì mình sẽ có xu hướng là mình sẽ muốn cố lên vào đây giết thêm một mạng nữa. Hiện tại thì hero nên nó chơi nhiều nhất là Sentinel và chắc là smoke. Thì có nhiều lúc em mà overheat như vậy thì em chết chay đi thì gọi là team bị thiếu smoke ấy, team lên khá là nhiều. Ok, thì cái role hiện tại em đang chơi có, nói chung là em có đang chơi chuyên một cái role nào không? Hiện tại thì em thấy em chơi nhất là controller và sentinel. Controller sentinel, không chơi duelist mà lại rất hay overheat mà lại chơi controller sentinel, đây là hai cái role chơi cứ bị ngược ngược cái gì đó nhỉ? Tại vì em hay chơi con club ấy. Hiểu. Vậy là controller là hay chơi club. Rồi ok, anh sẽ check sơ qua Strucker của em, không biết là như thế nào. Xem qua một chút thì bạn này chơi được 6 tháng thì tức là chơi hồi cuối F8, khả năng là bạn này chơi hồi cuối F8 thì khi mà bạn này mới chơi thì đạt được bức anh Ron Gold 2. Xong rồi qua một episode, qua episode 9 đầu mùa thì bạn lên Black. Còn mùa này thì bạn nó lên hẳn Diamond. Tính ra là mỗi mùa lên một ít vậy cũng hay nha. Bạn này pick rank hiện tại là Diamond 1 luôn, là tức là mùa này luôn, là đây là mức rank cao nhất. Nếu anh em nào chơi game bị giật lắc pin cao hoặc payload cao thì có thể tải Gear Booster nha. Link tải thì để phía dưới phần mô tả và comment của video. Chỉ cần đăng nhập bằng Gmail và nhập mã Oplebi là có thể trải nghiệm sử dụng một ngày miễn phí. Gear Booster đã được nâng cấp lên 2.0 và có giao diện đẹp hơn, đường truyền tối ưu hơn và có hỗ trợ thêm server Trung Quốc. Hiện tại các bạn, bạn này chơi tổng cộng là 269 trận rồi, 269, headshot 20%, khá là ổn. Đây là một cái chỉ số nó khá là ổn đối với tỷ số headshot 2% và đối với một người chơi mới 6 tháng thôi. Nhưng mà nhìn là bạn này khá là hạt, chơi là 200 mấy trận rồi, cũng gần 300 trận, khá là nhiều. Win rate thì cũng 50%, cũng đang ổn định. Ở đây chúng ta xem qua thì đúng là như bạn này nói Sentinel controller, nhưng mà ở đây thì thấy Sentinel là duelist nhiều hơn controller. Đây bạn này hầu như là không có bắn Phantom, bạn này chỉ bắn Vandal, Garden, Sheriff. Phantom bạn này ít bắn, chắc là lụm bạn nó mới bắn thôi chứ bạn này hầu như là không mua Phantom. Thế mạnh của bạn này để mình coi á, thì theo như tỷ lệ win rate thì bạn này sẽ mạnh nhất là map Sunset và yếu nhất là map Heaven. Nếu mà 20% đó bạn này đang Diamond mà từ mới vừa lên mùa này thôi nha, thì như thấy thế này thì là quá là ok. Thì ở đây em sẽ bắn cho anh những con boss này trong một lượt di chuyển, đúng không? Tức là bắn một lượt thôi, em không được sửa lỗi tâm từ mục tiêu này sang mục tiêu kia. Em có thể di không nhanh hoặc là em di nhanh, tùy em, tốc độ là tùy em chọn, nhưng miễn làm sao em di mà em cảm giác chỉ di được một lần thôi, không được sửa lỗi. Anh muốn xem cái tốc độ của em để mà control được cái một lượt di chuyển của em là như thế nào. Bây giờ em sẽ nâng cái tốc độ lên, nó không phải là di một lượt mà bây giờ em sẽ bắn theo kiểu tốc độ nhanh, gọi là flick. Em sẽ bắn các mục tiêu này
bằng cái tốc độ nhanh nhất mà trong khả năng bình thường em phản ứng kêu theo cái flick á. Rồi ok, vậy là anh hiểu vấn đề rồi. Bây giờ em đang chơi DPI và Sen bao nhiêu? Em đang hiện tại là DPI 1.6 và Sen thì đưa là 0.15. Ok, đây là cái Sen nó khá là ổn, nhưng mà hiện tại anh nghĩ là em đang cần giảm Sen nữa. Thì bây giờ em sẽ giảm xuống cho anh coi cỡ 0.25 xem thử. À đâu, nếu mà 15 thì là 0.125. Rồi, em cứ bắn cho anh. Tăng lên một chút xíu cho anh, cỡ 26 nữa. Ờ, không, 13, của em là 13. Rồi, bây giờ em bắn cho anh hai con ngoài cùng. Hai cái drone ngoài cùng, thấy không? Đúng rồi. Cần tốc độ nhanh nữa, flick. Tăng lên một chút cho anh nữa là 35. Đúng rồi. Rồi, bắn hai con giữa cho anh coi thử. Anh nghĩ là của em sẽ lên 0.14 là hợp lý nhất rồi đấy. Bắn hai con trong trước rồi bắn hai con ngoài nha. Hoặc là ngược lại. Nãy là ổn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bắn một trận deathmatch nha. Tại sao phải lock hả? Thì lock để nó tránh nó chạy nhiều hiệu năng máy thôi, em hiểu không? Nó đỡ tốn điện. Thứ nhất là đỡ tốn điện, thứ hai thì nó đỡ tổn tuổi thọ. Tại vì nhu cầu mình đâu có cần tới cao làm mẹ gì. Sao tìm Sen nữa, cái này thì em cũng không có thể nói bằng miệng được. Có nghĩa là em chỉ nhìn bằng mắt thôi. Em sẽ nhìn cái cảm giác là bạn này đang di chuột, nó đang như thế nào so với khi mà bạn này muốn focus vào mục tiêu. Và nó sẽ test một số bài như là di rộng, di ngắn hay là di kiểu tốc độ nhanh. Sẽ cần test những cái đó để đưa ra kết luận chỉnh tới chỉnh lui. Trời ơi, chưa dù vô bóp sẵn luôn hả? Tính ra bạn này tracking AD cũng cứng. Bạn này tracking nè, AD nè, mọi thứ bạn này đều làm cứng nha. Chỉ là phần control spray á. Trước mắt thì những cái kỹ năng cơ bản là em có nắm được rồi đấy. Chỉ là anh thấy về phần em của em nó có một chút gì đó chưa được tốt. Và thứ hai á, là cái phần bắn micro của em. Micro flick. Bắn micro cũng như micro flick thì em đang hay bị dở về cái phần này. Ok, bạn này bích cho mình một con Clo nha. Clo mát Icebox. Clo mát Icebox vẫn chơi được. Tức là bây giờ mát Icebox này người ta không có chuyên dụng về con Viper quá nhiều nữa. Tại vì con Viper ngày xưa nó hai toxic. Với lại tường của nó cũng gọi là lâu hơn. Còn bây giờ tường của nó cũng hết khá là nhanh. Nên là kiểu người ta sẽ ưu tiên những con Icebox hình cầu. Hoặc là vô bắn lộn cho nhanh. Ủa sao nó đen đen cái chỗ này à? Favorite mobile à? Video tiếp. Sao mới vô game mà? Anh nghe mọi người thông báo là có đang bị lỗi mic nên là sẽ không ai nói được nữa. Thì thôi, nói chung là coi như trận này chúng ta sẽ coi bạn này chơi Kim Commit.
À là bật phải bật lên bật xuống vậy nó mới bình thường các bạn. Mà có nghĩa là phải ép nó chạy đồ họa cao xong rồi mà tắt nó lại bình thường nó mới bình thường được. Cái game hơi nhỏ rồi, tôi tập để tăng lớn lên xíu nha. Non đây Nam ơi, em non quá. Not ready yet. Shot in a smoke. Bị lỗi mít, cái này là bị lỗi kiểu mít server luôn á, đúng không? Chứ không phải là kiểu bị lỗi cá nhân. Một layer cực kỳ vượt khó bắn một cái máy nó không tới một cái máy FPS thì tôi nghĩ chắc là cao nhưng mà chơi màn 75 hết chết. Chưa chơi qua em game FPS mà chơi mới chơi được 6 tháng. Đánh diamond. Có mấy pha bạn này bắn á, tức là bạn này bị chờ đồng đội về rotate, bạn này cũng không phải là kiểu cố gắng bắn một mình. Còn việc overheat hiện tại tôi chưa thấy các bạn này. Sáu giờ chắc nó mới bị thôi, chắc nó mới bị thôi, giờ 9 giờ nó khác. Sau khi mình nghĩ tới 6 giờ thì 7 giờ nó có thể bị chứ. Mà không cần con nào đâu, vì thi thoảng vào mấy cái game cầm điếc mù rồi. Đúng rồi, bắn làm quen cho nó quen. Mày chẳng qua con nào để đỡ thôi. Hay là mình có mình linh hoạt về thông tin. Bạn này không phải là bị rung mà cái bắn của bạn này hồi nãy giờ nó cứ nó vậy mà lúc mà bắn đếp mắt là mình thấy rồi là bạn này tracking nó đang bị yếu á, hiểu không? Bạn này tracking nó yếu. Với lại phần micro bạn này bắn nó không được tốt nhiều á. Tâm đặt đại cho nó từ qua đầu. Không phải là kiểu đặt đại, bạn này đặt được nhưng mà bị yếu, hiểu không? Có nghĩa là người ta không control được cái khoảng cách, cái tốc độ di chuyển của nhân vật để bạn này êm chính xác á. Còn về kiểu bạn này có nhìn mi máu, có nhìn này kia để support đồ cho đồng đội mà. Cũng bắn linh động nè, cũng ra mid lấy thông tin. Chứ không có bị bắn từ tù quá. Anh em mới vào stream lãnh tay một like subscribe nha, thank you nè em. Nhấn subscribe, đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo. Sơ. Đấy, búp sơ là ấy không, bắn rồi mà sắp chết xong rồi, búp sơ. Họ chạy vô kiếm luôn em, sẽ đang có cái kia. Khỏi đấy, có nghĩa là tình huống này em cứ quyết đoán thôi, bản thân em cũng đâu có súng đâu em sợ, hiểu không? Em đi thà em chết em lấy info cho đồng đội đỡ hơn, mà kiểu đồng đội mình trong một phút chốc nó bị quay lưng đi á. Vấn đề là team này bạn này mới chủ động một lần thôi, bạn này ít chủ động quá, trên clone ít chủ động quá, cần phải chủ động nhiều hơn. Nhưng mà cũng hơi thiệt cái là cái map này bạn này đi chủ động thì cũng sẽ hơi cực ấy. Tôi vừa thấy cái con chamber tưởng mẹ này không bắn. Chết đây là có thể nó không còn smoke. Maybe, hoặc là nó không mua. À pha đó hình như là nó còn đúng không? Anh không để ý cái kỹ năng đó. Lúc này bạn này bắn với team thôi. Spike planted. Hey. Cái vấn đề mà thấy bạn này là khi chiến với chơi con này thì về cái vấn đề em thôi. Chứ bạn này có nhìn mi map, có chạy tới chạy lui smoke cho team. Bạn này nó chơi đúng rồi nè. Nói chung là bạn này có AD, cắt strap các thứ ok. Đó. Các bạn thấy vấn đề bực Vincent là sẽ bị kiểu bị dễ. Mình bị trễ hình ảnh nó một chút á. Spike planted.
Gotcha. Fun refreshing. My turn. Ready. No peeking. Yeah. One enemy remaining. Vừa thiết bị thì đúng rồi, thua về thiết bị. Lúc này mà có mít là chắc chắn là ăn rồi. Em không nói được. Ừ thì kiểu có nhiều đứa nó muốn báo thông tin nhưng mà mình không biết đâu. Anh thấy hiện tại cái vấn đề của em thì nó chỉ đi về em như em nói á. Ừ, em của em thì nó bắn những cái loại, những cái thời điểm mà tracking cũng như micro á, bắn những khoảng cách ngắn á, thì em chưa có control được tốt nữa. Còn em chơi controller, anh thấy support smoke như thế này là ok rồi. Nhưng mà mỗi tội là đừng có bị phí smoke vào những cái khoảng thời gian đầu ra quá, em hiểu không? Có nghĩa là lúc mà retake về chỉ còn một trái thôi. Đôi khi có những như sai B nó sẽ cần hai trái. Em cứ bị một trái rồi em phải nhìn lại cái Zalo cực không? Cũng không. Rồi, hay. Sao lại quanh quay chỗ này? 4A rồi. Còn bắn AA là khả năng cúp hết. Ôi. Wow. Đấy. Giữ style tự tin này, lao lên bắn em, thoải mái. Em cầm spy nha, cẩn thận. Đừng có dí theo cái cây shotgun ở những cái góc nhỏ vậy em. Thiệt lắm á. Thà em qua góc phải sẽ ok hơn, hiểu không? Em qua góc phải em dự bắn được lắm mà. Round 2 này nên mua Spectre full giáp hay là Garden để round 3 không súng. Nó còn tùy thuộc vào map nha. Nếu mà map rộng thường mình sẽ bắn đấu tầm xa, ví dụ như Icebox. Hoặc là một số map mình có dự kiến mình sẽ đi đấu tầm xa nhiều thì nên mua những cái súng tầm xa. Còn mình là dạng entry hay là này kia thì mình mua Spectre. Nếu mình entry với lại map nhỏ thì mua Spectre là được rồi. Enemy spotted here. Nhưng mà sẽ bóc kiểu đó là che cho team địch. Nó chỉ lại thế là kiểu khi mà vào trong sai đó mình sẽ đỡ một chút xíu thôi. Nhưng mà thằng địch đó, nó vẫn dạt ra bất ngờ được, hiểu không? Lúc nó canh hỗn loạn nó dạt được. Smoke nó chỉ lại thế được một chút cho mình thôi. Nhưng mà đến lúc mà kiểu combat á, mà đang bị hỗn loạn á, mà bên kia nó tận dụng được á là mệt. Cái smoke bên A nãy. Anh em mới vào stream nha. Anh em nào rảnh tay thì cho tôi xin một nút like và một nút subscribe, cũng như cho một cái chuông rung lắc để nhận được thông báo. No, I'm not Salakay, I'm đỏ nha, nha du. Chẳng qua là tôi cầm mặt phụ Salakay tôi bắn thôi. Tôi vẫn còn đang màu đỏ. Tôi tắt combo rick là tôi lên đỏ bình thường ấy. Tôi lấy Immortal 3 luôn đấy. Chẳng qua cái combo rick là cái con mà bắn phía sau nhiều á. Nè, đây là một tình huống overhit rebic này. Nhưng mà kiểu như thế nào nhở? Lúc mà smoke á thì là lợi thế để mình dò sai. Nhưng mà khi hết smoke là đi bắn lộn thì nó lại không được lắm. Chỉ là quả smoke ở đó nè. Rồi được rồi đó. Đó. Nó chỉ lại lúc mà mình chạy một đoạn thôi. Nhưng mà vô tới trong đây là smoke này nó gần như là nó sẽ no hop. Với lại cái one way này nó cũng sẽ hơi có thiệt nha. Là thằng nào sẽ tận dụng cái lỗ hổng của one way này á. Nếu mà tận dụng tốt á, nó sẽ có một kiểu là nó ngồi trong cái smoke ở ngay ở trên này nè. Nó bắn luôn. Là mệt. Vội. Pha này chậm xíu là ăn rồi. Pha này em chỉ cần quay xung quanh mà. Quay xung quanh nhìn cái rồi mình revive thôi hẳn. Cái size smoke quanh quay ngay chỗ em binh á, nó sẽ có một cái lỗ hổng á, là nếu mà thằng nào tận dụng cái smoke em, nó sẽ ngồi ở trên cái thùng đó luôn, hiểu không? Cái thùng em bên quay trên nó sẽ ngồi trên trận. Đúng rồi, ừ, nó sẽ ngồi trên đó luôn và em sẽ bị bất ngờ khá là nhiều. Thứ nhất, thứ hai, nó chỉ cần đứng trong đó và nó coi một thằng ở Raptor phía sau á. Nếu như cái này hôm nay mà có mít nha, chỉ cần nó phối hợp một file thế này thôi là thằng Raptor mà dẹt nó bất ngờ, nó ở trên đó nó dẹt ra nữa là tụi em đỡ ngay. Nó tại vì lúc đó tình huống đó là nó sẽ quanh quay ngay cái chỗ cục ọp A, em hiểu không? Nó dẹt ra đâu bị gì đâu, lúc đó nó bắn được tụi em. Nên là trái quanh quay đó nó sẽ là lỗi, nó sẽ bị dễ bị tận dụng kiểu vậy. Thường người ta sẽ bóc sẵn quanh quay trên Raptor luôn. Đúng rồi, nhưng mà xích vô trong bên trái xíu, hiểu không? Đừng có lòi lõm quá.
về em thì bạn này bị bắn vội nhiều ấy, bị yếu nhưng mà bạn này cũng bắn cũng vội nữa. Bạn này phải tập cái cam em là bạn này ổn định. Set up ca một lần nè. Set up ca rồi. Ai cũng biết lần đó. That's right. Nhưng mà hiện tại cái vấn đề ở đây là bị mất mic, cho nên là con out phối hợp với nhau nó không có được. Nó bị đang bị cái vấn đề là như vậy, cho nên là kiểu khi mà vào trong sai là mạnh ai người nấy chơi á, không có con out được, mạnh ai người nấy chơi, hoặc là một thằng phải đứng phía sau kiểu có khả năng xử lý tình huống hỗ trợ đồng đội thì may ra. Cái game à. Đấy các bạn thấy không? Đó, nếu mà cam em lại xíu là sẽ giết được Reyna thôi. Nhưng mà nếu mà là cam bản đồ thì bạn này sẽ không cam em đâu. Còn bản Golden thì thường ai bắn cũng sẽ rất là cam em, hiểu không? Tại vì nó táp từ 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 từ. Ôi, sao tự nhiên thằng vô thằng đi ra vậy? Tự nhiên thằng Sova chạy lao không sai. Sau các bạn này lui về, nó vô là mất mít thì nó tự cực vậy đó. Xong. Úi dồi. Đây rồi. Rồi thì về phần mất mít thì nó mất khả năng phối hợp con out. Em cũng là một đứa khá là hay công tác. Em cũng là một đứa hay khá công tác nhiều với team vậy. Nhưng mà cũng không mít. Anh thấy là từ cái round đầu là em có con out phối hợp với team liền luôn, hiểu không? Có nghĩa là về vừa xảy ra một tình huống là em có con out liền mà. Nhưng mà mỗi tội là thì cái phần con out đây bị lỗi thì mình sẽ bỏ qua phần phối hợp. Nó hơi cực cái là ở đây đồng đội em không biết support đồ cho nhau, cho nên là qua bên công bắn sẽ rất là khó. Đơn giản thôi, đi A thì Reyna flash hay Sovaron hay là Gricon thì là chụp được thằng Sovaron thôi, thằng Chamber thôi. Nhưng mà ít khi ai để ý lắm nên là đa phần bị lỗi thôi. Nên là nếu mà trường hợp bị lỗi như vậy thì em nên chat lên để chuẩn bị trước cho rau sau, hiểu không? Lỡ bị lỗi rau này rồi thì rau sau. Ừ, số 3 mày run B-man, chat B-man đi xong rồi mày cung trong sai, ta smoke thì chài chèn trong sai. Cái đó là mình phải con chat lên thôi, lúc đó chat lên thôi. Còn tụi nó hiểu ý như thế nào nó hiểu. Có nghĩa là mình sẽ ghi theo thứ tự để cho nó biết. Ít nhất là sẽ là như vậy. Còn đánh A thì như anh nói rồi, cái smoke của bên A thì nó đang bị vấn đề là như anh nói là cái chỗ đó nó sẽ bị gọi là nếu mà một thằng nó contact nó phối hợp ấy nha thì sẽ rất là cực cho team em. Cái quanh quay đó thì nó sẽ bất lợi một cái là kiểu gọi là như thế nào nhỉ, nó em sẽ chạy được một đoạn nó khá là an toàn nhưng mà lúc mà em vào được trong cái góc này đó bắn nó sẽ rất là cực. Và thứ hai á, kiểu giống như là trái smoke đó em đẩy lên cũng không được, tại vì sai á, thường ưu tiên người ta sẽ chiếm bắt sai. Mà nếu mà em để cho cái bắt sai nó hoạt động tốt á, tức là cái quanh quay đó em tự tạo cho thằng bắt sai lợi thế, những thằng bắt sai nó bắn sẽ rất là lợi, em hiểu chưa? Em không liên được bắt sai lát nữa, ở bắt sai mà vừa Raptor mà lỡ thằng nào ngồi trong smoke của em nữa là ba thằng chàng một hướng thôi là team em cũng sẽ rất là khó bắn. Và đồng thời nó dàn ra thì team em đứng phía sau cover, đúng không? Nhưng nếu trường hợp team nó để hai trái smoke như quả hình cầu như đồi núi nãy đi thì team em đâu làm được gì nữa đâu. Nên là lúc trường hợp đó thì team em chỉ có nước là bị mất người, mất lẻ vậy thôi. Nhìn thì nó như nó lợi thế nhưng mà thật ra nó không có lợi thế nhiều. Thí dụ mà em smoke thì em có chủ đích để làm gì thì ok. Còn hiện tại thì thứ nhất là mình contact không được, thứ hai mình không có chủ đích để trái smoke nó như vậy. Thì khi mà em gặp nguy á, khó kiểm soát được cái trái smoke đó. Đó thì trước mắt thì về cái vấn đề smoke, anh thấy vậy. Còn em tốt thì anh thấy là về các cơ bản em đã tốt hơn rồi. Coi ra thì em cũng có rồi đi. Tại vì mít thì không nói, nhưng mà đầu ra em thấy em để im coi em có con luôn hay không, hiểu không? Trước khi anh nói cái lỗi thì anh thấy là em có con là một nè. Thứ hai là anh thấy các kỹ năng cá nhân của em nó cũng đã có. Nhưng mà về phần em thì em có yếu. Ở đây á, em vừa yếu mà vừa vội. Yếu em có đây, của em ở đây là em yếu về cái những cái bắn gọi là micro và cũng như tracking. Thì đây là hai kiểu em đang bắn rất khá là yếu khi mà em muốn bắn đấu súng với những thằng mà kiểu AD. Em đang bị yếu về những khoảng đó. Thì cái phần micro á thì em đang bị yếu về phần micro, tức là em bắn những khoảng cách ngắn như thế này nè. Hiểu không? Đó là em phải bắn kiểu gọi là flick như thế này. Tập cho nó quen với những khoảng cách nhỏ như thế này để em kiểm soát. Tại vì khoảng cách nhỏ có thể là những khoảng cách nó cực kỳ sát như thế này và những khoảng cách nó xa hơn chút xíu, hiểu chưa? Hoặc là chưa tính những mục tiêu nó xa gần, khoảng cách nó cũng sẽ dựa trên đây nữa, nó thay đổi. Thường thì anh sẽ có một kiểu tập micro flick là thường anh sẽ như thế này, hiểu không? Bài thứ hai thì em sẽ tập về cái gọi là tracking.
Sắp khiên thì em có thể bật strap lên và em bật chế độ 100 combat. Cho em boss này nè. Đó, em chọn ra một mục tiêu nào đứng giữa đường, hoặc là đứng góc này cũng được, từ đây cũng có tương đối. Thì em sẽ strap theo mục tiêu như thế này. Đó, hiểu không? Ngay kiểu là em phải gồng cổ tay để em tập gọi là tracking theo nó cho nó chính xác. Rồi. Về cái phần tracking thì khi mà em tập cứng rồi á, em phải kết hợp với việc gọi là tập bình tĩnh cho mình calm em. Thì calm em đây á, nó sẽ giống như em bắn garden nhé. Giống như pha kế cuối hay là ca cuối gì á, em bắn gây na bằng garden á, nhớ không? Tập cho mình có thói quen, mình nhìn địch nó sẽ có hai kiểu bắn như thế này. Ví dụ như một con boss đang di chuyển như thế này đúng không? Thì em sẽ có kiểu bắn flick qua. Tức là em phải canh được cái nhịp dừng của nó. Thế này đang đi qua đi lại này không? Ví dụ em đang bắn đi, hoặc là cái cách bắn của em á, hiện tại là bây giờ em đang bắn tracking không tốt, thì cách bắn của em là kiểu em như thế này, nó đang kiểu như thế này phải không? Em cứ li li như thế này. Thì đơn giản thôi, nếu mà em tập cái phần bài micro flick hồi nãy như anh nói á, mà em tập tốt rồi nha, thì nó sẽ có một kiểu bắn như này. Đó là em đang tracking hay là em đưa ta đặt tâm đi, nó đi qua thì em canh đúng cái nhịp này, em nhìn cái chân này, khi mà vừa dừng là flick vô, hiểu không? Đó, em phải bình tĩnh. Là nếu mà em bắn gọi là flick nhiều. Còn nếu mà không phải flick á, tracking á, thì em gắng tracking em cảm giác là nó dừng thì em bắn. À, ví dụ như sẽ dừng, mục tiêu dừng cái là bắn. Đó, thì cái bài tập này á, em có thể tập trong cái phần team bằng trong cái deathmatch á, là tức là khi em thấy mục tiêu di chuyển á, em phải cam em nó rồi em bắn chính xác, chứ không phải là kiểu bắn kiểu thấy địch như thế này. Cái thấy địch là cứ bắn vô này, đó, cứ đừng làm gì nhá. Phải tập cho mình cái tính cam em. Đúng không?